Có ai đi tù không nè? Mọi người ơi, mọi người nhìn không gian ở đây có thấy quen thuộc không? Chắc cũng không có quen lắm đúng không ạ? Tại vì cái góc mà ngày xưa mà quen thuộc đó là một góc khác. Đó, bây giờ Hưng đã thấy bình minh tươi sáng hơn đó, và mọi thứ đẹp đẽ hơn. Nên Hưng quyết định chọn góc này để cho mọi người chuẩn bị gặp một nhân vật rất đặc biệt. Dính Hưng Long An. Ngay Long An này luôn? Dạ, Quyền Dính Hưng. Chồng em cũng bị bắt. Anh ruột em thì bị tử hình với Long An. Con em nhà ba em nuôi mà nhà khó khăn, lúc em đi thì giúp em đi, lúc em đi thì nén thì mẹ em mất, em vừa mất xong chưa đó mừng tận 49 ngày nữa là em đi vậy, còn ba thôi, ba nuôi tới ba đứa mà nuôi không nổi cho hết hai đứa rồi, còn con của em ba dừng lại. Em có được gặp con không? Nhớ lắm mà, vì sao tới rồi, ông ngoại xuống đi. Ok. Ok. Đi thật ra. Rồi. Oh yes. Ok, mình làm bất ngờ cho mẹ nha. Ok, đi vô đây. Ông này cỡ bay không? Xin cho mây che đủ phận người. Xin cho tôi một sáng trời vui. Xin cho tôi đến tận nụ cười. Cho tôi quên một nấm mồ tươi, xin cho tôi xin vạn lần rồi. Một góc này chỉ biết dòng trời, xin cho tôi yên phận này thôi. Cảm ơn anh. Nhanh quá quý vị ạ. Bây giờ là tính đến ngày hôm nay là 4 năm trời rồi đó. 4 năm mới quay trở lại đây. Cái khoảnh khắc đó mình không bao giờ quên được. Nó va chạm rất mạnh trong tim mình luôn. Nó chạm mạnh lắm luôn á. Và rất nhiều khán giả cũng đã khóc theo cái lần gặp gỡ đó, lần hội ngộ đó. Và ngày hôm nay mọi người sẽ cùng Hưng gặp lại bạn ấy. Chào anh Hưng. Hello. Dạ. Trời ơi. Chào anh Hưng. Hello. Dạ. Trời ơi, em tóc dài rồi hả? Dạ, em khỏe không? Trời ơi, khỏe. Khỏe không Cưng? Em khỏe lắm. Cảm ơn anh nhiều lắm. Khỏe lắm hả? Nhanh quá ha, trời. Dạ. Mới tóc tém này dài rồi, 4 năm rồi. Lúc mà anh về là dịch tới rồi, em không gặp anh nữa. Cảm ơn anh nhiều lắm, nhờ có anh lên á, có cái gì nữa. Là ba năm một của anh á, cũng lên để thăm em thường lắm. Vậy luôn hả? Vì ông là Bình Chánh đó, gì đó là gì là bạn em mộ của anh. Vậy tên là Nguyệt mà sáu mấy tuổi rồi. Nên chủ động kiếm thăm em hả? Đi xuống nhà kiếm ba em rồi đăng ký tên vô sổ lên đây thăm em. Chỉ có 7 tháng nay là vì bị bệnh nên không đi được. Vậy hả? Dạ. Trời, tóc dài ngon lành, em khỏe mạnh, anh cũng yên tâm. Dạ. Em nhớ anh lắm mà dịch bệnh á. Em biết anh không có về được. Chưa giờ em nghe anh hát ở phía bên kia. Có nghe hả? Dạ. Chiều nay có nghe không? Chiều nay có ra được coi không? Dạ có. Chị Na coi ha. Dạ. Ba có lên không? Dạ ít lắm, ba em lên hồi năm, hồi đầu năm có lên. Hồi tháng 4. Con em sao? Con có lên thăm không? Con em lên hồi tháng 5. Nhanh quá ha. Dạ. Mới đi 4 năm rồi. Mọi tính nãy giờ là 4 năm luôn đó. Cuối năm 20 em với anh gặp nhau. Mà đúng 1 năm sau cái gì đó mới kiếm được em. À vậy hả? Dạ. Nhìn tháng nào cũng gửi quà cho em hết. Cha cha, ngon vậy đó hả? Tự nhiên có một người thương em vậy hả? Đặc biệt ra vậy cũng được vậy. Chị nói con em đi con ruột vậy đó. Trời ơi, mừng quá. Em hỏi chị nói là vậy là cũng là 3 năm một của anh. Em cũng không tin luôn. Cuộc đời có nhiều phép lạ em. Dạ. Ha. Mấy tháng dịch bệnh á, là gì cũng gửi tiền cho em thôi. Dạ. Trời, nghe nổi như gà. Chỉ có mấy tháng này là mẹ em bệnh, em cũng kêu về mẹ luôn. Ở đây cán bộ ai cũng biết. Vậy luôn hả? Dạ. Ôi dạ thương quá à, có duyên quá. Nói chung là từ lúc đó tới giờ chỉ có gì để thăm em thôi. Chứ ba em thăm em chúng bằng 1-2 lần thôi à. Tại vì không có điều kiện nữa thăm. Vậy giờ em muốn gì? Làm cho ba cái gì? Dạ. Em muốn anh làm.
anh làm. Dạ. Em cảm ơn anh Lân, em biết đòi hỏi gì anh. Em cảm ơn anh nhiều lắm. Muốn gì cho con, muốn gì cho ba, anh sẽ làm. Dạ, cái gì cũng được. Cái gì cũng được. Nhỏ xíu thôi cũng được. Thôi. Dạ. Dạ. Ông xã sao? Chồng em về rồi nhưng mà ổng thăm em. Cái gì? Em cũng không biết đó. Con em thì bên chồng em có người cho đi học. À, tại vì ba em lớn tuổi quá rồi. Nhưng mà từ lúc về tới giờ cũng chưa đến thăm em lần nào hết. Chỉ có một mình cái gì để thăm em thôi. Anh nghĩ chắc là em học tập cải tạo tốt ngắn thời gian đó thì em cũng sẽ được về đó. Ừ, 6 năm nữa em được giảm án rồi. À vậy hả? Bây giờ có được giảm không? Chưa tới đợt. Em phải đúng cái thời gian thử thách này mới được. À vậy hả? Năm 30 á, Tết năm 30. Vậy sao? Lúc đó mới được xét nghiệp hả chứ? Dạ. Em được xuống án số. À. Còn hiện giờ em là án chữ. Án chữ là sao? Án số sao ta chưa hiểu án luôn. Chữ là chung thân, còn án số là... À, à rồi rồi, hiểu rồi đó. Không, bây giờ em muốn gì cho con em, cho ba em nè, anh làm cho. Hay cho em cũng được nữa. Dạ. Em không biết, em ở trong đây cũng không làm gì được. Ừ. Em cũng không biết làm gì cho ba em được. Em còn thấy em cần cái gì em đang lo nhất. Em còn lo cho ba ở nhà. Ba nói là nhà của ba muốn sập. Cha yêu ơi, con thương cha nhiều lắm. Hãy cho con xin một lần thứ tha. Thời gian qua con đã vô tình, đã vô tâm làm cha đau. Sợ vòng tay cha mãi xa con một đời, bởi con chỉ có mình cha. Ba muốn sập rồi hả? Bà làm điện thoại gì bà nói vậy? Giờ là muốn làm lại nhà cho ba hả? Dạ không. Anh muốn tặng ba em gì cũng được. Em không có đòi hỏi. Ừ. Miễn sao cho con làm vui để ba an ủi thôi. Tại vì con đi tù hết rồi. Ba cũng buồn. Có món quà gì tặng ba để ba an ủi thôi. Thay em là em cảm ơn anh. Như em nói đi, cái gì em cũng không biết hết. Mà bây giờ cái nhà là cái duy nhất để cho ba trú thân, để cho ba khỏi sợ mưa gió dột này kia. Thì cái gì làm lớn lên mấy lầu để không làm nổi. Chứ còn mà có thể sửa lại cho ba khỏi bị sập, dạ, khỏi bị dột này kia, anh có thể làm được. Anh sẽ xin các mạnh thường quân, anh xin bạn bè của anh, rồi dùng tiền hát của anh nữa. Dạ. Anh sẽ hỗ trợ nha, anh xuống dưới tận nơi kiếm coi ba em sao. Dạ. Rồi con em thì sao, muốn giải quyết luôn không? Dạ, em muốn gặp con em. Muốn gặp con hả? Dạ. Vậy thôi à. Giờ qua Tết đi. Dạ. Cho anh qua Tết đi. Mấy năm trước dập tóc ngắn giờ tóc dài là sang khác đi chứ. Bây giờ em nói gì với ba đi nha. Đấy, anh sẽ quay nè, xong rồi anh sẽ đưa cho ba em coi. Dạ. Rồi đó, bây giờ em nói gì nói với ba đi. Ba còn nhớ ba lắm. Ba dẫn tôi tin lại nằm con nha ba. Bà giữ gìn sức khỏe nha ba. Có còn 7 năm nữa con được giảm án rồi ba ơi. Chị nói đi, cái nhà này vậy đó, nhà ba vậy anh. Nhà của ba vậy anh. Nói anh. Nói đi. Nói cái nhà. Nói cái nhà mình đang về đây đó anh. Ba ơi, con nhờ anh xưng anh ơn sửa nhà cho ba đó ba. Em gửi lên nói gì với con đi, gửi cho con nè. Tin nè, mẹ nhớ con lắm nha Tin. Cô Tin nó học giỏi nha. Ok, anh sẽ gọi cái này xuống dưới tận nhà ha. Dạ. Cho cô Tin coi, cho ba em coi ha. Cảm ơn anh. Em cũng không nghĩ bữa nay anh về anh gặp em nữa. Gặp xong gặp. Ở chồng ai cũng ghẹo em. Vậy hả? Chồng sao ghẹo sao vậy? Nói chuyện nay được gặp anh hai. Ừ. Là biết luôn, biết trước được gặp luôn hả? Tụi em nghe tiếng anh hát á. À. Tại cách có bức tường à. Chút xíu hát liền giờ luôn nè. Dạ. Trong này ăn Tết có bánh tét, có đồ không, có nhiều món rồi các kiểu. Dạ có đầy đủ. Ngon vậy đó hả? 5 ngày mỗi ngày 4 món. 5 ngày Tết đó hả? Dạ. Trời ơi. Nhanh quá ha. Thà ví dụ mà anh mà bây giờ mà thả anh gặp em tự nhiên vậy cũng không nhận ra luôn á. Dạ. Tóc dài đó là con gái rồi. Hồi trước là
nhìn gai góc hơn, nhìn ngầu hơn. Chú em mới bị bắt à, rồi em cũng khủng với sinh hoạt này kia, xong giờ ổn định lại rồi. Bây giờ em 5 năm mấy rồi. Nhanh quá hả? Dạ. Anh nghĩ là thế nào mẹ Nguyệt em cũng xem cái clip này lần nữa. Dạ. Đó. Chị Nguyệt ơi, cảm ơn chị Nguyệt nhiều nha. Chắc cái hoàn cảnh của cô Dân nó chạm trái tim của chị. Cái điều đó nó cho mình cái sự an ủi mà sự vững tin. Đúng không em ha? Dạ. Mình sẽ phấn đấu tốt. Dạ. Tốt hơn đúng không ha? Sẽ mình nhanh chóng về với con ở ngoài ăn Tết vui với mồ luôn. Dạ. Ha? Rồi, vậy thôi. Thương chúc em nhiều dạ. sức khỏe đi. Cảm ơn anh. Còn cái việc của ba em dạ. để anh lo. Cảm ơn anh. Dạ. Yeah. Để anh hai lo. Được chưa? Ok. Rồi. Tôi sẽ cố gắng đợi đến ngày cô về đó nha. Con rồng năm, con rồng kỳ tới em mới vậy. Ha, con rồng kỳ tới nữa hả? Nếu vậy anh nghĩ sớm hơn á. À, lúc em ở được 18 năm rồi. Ừ, hơn. Rồi, để sức khỏe nha. Thương em. Ừ. Trời ơi, mọi người có nhận ra không? Chứ Hưng còn muốn vô là còn không nhận ra luôn á. 4 năm trời đúng là sự thay đổi. Tóc dài hơn nè, con gái hơn, nhu mì hơn. Mà tới giờ cái sự vụng về của một cô gái miền Tây, Hưng nghĩ cái sự vụng về này nó có thể nói lên được con người ta không có chủ đích để phạm tội luôn á. Vì một lý do nào đó đã nghĩ sai đó. Chứ còn là Hưng nghĩ cái với cái tính cách này là không có cái sự sắp đặt nào, sắp xếp nào để mà đi vào những con đường sai lầm cả. Đó. Hưng cũng cảm động vô cùng luôn. Đó, lần nào gặp cũng khóc. Hưng sẽ cùng để dành tiền hát của mình nè, cùng với bạn bè của mình, những người thân yêu của Hưng đó. Mọi người sẽ cho Hưng chút. Hưng sẽ cố gắng dựng lại cái nhà cho ba của cổ, để cho ông già yên tâm có chỗ ra vô, nắng mưa, không có sống trong lo sợ nó sập lúc nào không biết. Thì ít nhất cái điều đó cũng làm cho cổ yên tâm ở trong này để mà học tập tốt, cải tạo tốt, nhanh chóng trở về thôi. Đó. Còn ai thích đi cùng đường với Hưng đó, đi cùng dự án này thì cứ liên lạc với Hưng nha. Alo với Hưng thôi dễ lắm, là nhắn tin cho trong inbox của Hưng cũng được nữa, trong fanpage cũng được, chỗ nào cũng được hết, ngay cả trên YouTube cũng được luôn. Để lại tin nhắn muốn cùng Hưng giúp đỡ bạn này, giúp đỡ thay đổi cái hoàn cảnh sống của bằng người ba, Hưng sẵn sàng nhận liền. Hưng hy vọng là cái sự rung động của mình, cái tình cảm của mình ít nhiều gì mình có thể làm cho một cuộc đời tươi mới hơn, là một cái gì đó hy vọng hơn. Và sau khi giấc mơ nó được đóng hộp và biến thành sự thật thì Hưng nghĩ là sự vỡ òa sẽ đặc biệt lắm. Hưng sẽ quay trở lại đây gặp Vân để cho cô ấy nhìn thấy được ước mơ của cổ dành cho ba mình chắc chắn sẽ là sự thật.